Sometimes I see deer in here too. This is area they have deer, and this thing they have four seasons too: summer, spring, fall, and winter. So they have snow too on the winter time. Các bạn ở tiểu bang này có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. So có tuyết nữa. Có tuyết mùa đông rất là lạnh. Không phải tiểu bang mà một cái thành phố thôi nha bạn, xin lỗi. Tiểu bang thì lớn lắm á. Tiểu bang này, this is a huge state, right honey? Yeah. It's not only, also only in Lorraine is a place that don't have a job many, but the whole state does have a lot of job, right? Yeah. So, mình nói lộn là cái tiểu bang này rất là lớn, nhưng mà cái thành phố Lorraine này là thành phố chết, không có công ăn việc làm nhiều như những thành phố khác. Ở trong cái tiểu bang này thì cũng có rất nhiều công ăn việc làm, tại vì tiểu bang này cũng rất là lớn nha các bạn. Tiểu bang Ohio là lớn lắm, nhưng mà mình nói chung quy là cái chỗ này, cái chỗ mà mình mua chỗ nhà cho ba má chồng ở đó, thì cái chỗ này hồi xưa cũng có nhiều công ăn việc làm lắm, nhưng mà bây giờ thì đa số là thành phố chết. Cái hãng lớn nó đóng cửa, nó bỏ đi chỗ khác, nó làm không có đây. It's beautiful area here, honey. Đây. Thì các bạn thấy không, nhà ở đây rất là đẹp. Trong cái khu này nè, vòng vòng trong khu này nè, rất là đẹp. Người ta đi cắt cỏ đó, các bạn thấy không?
that? Oh, bad. Yeah. We tried that before. It's okay. Yeah? Yeah. I have. We did, honey. We did. Okay. Prefer that over Starbucks? Oh, nothing. Where's the brown bag? Turn down. This is the Applebee. And this is a Home Depot there and then Starbucks there. So this is a little so we cut off right now. We have some little one to eat because we have a big dinner tonight. Okay, but no, cái video này bây giờ mình đi cho nên kiếm gì bỏ vào bụng. Buổi trưa rồi chiều nay, tối nay mình phải đi ăn nhà hàng lớn ăn xét để đãi sinh nhật bà già. Và có gì mình nói chuyện các bạn sau nha. Chào các bạn ha. Okay, mình sẽ ăn ở tiệm này là ưu nhà bình thường ở ngoài đường của cái vùng này thì không có đẹp, các bạn thấy không? Ngoài this is outside of the subdivision house and the street here on the way back to the subdivision, so I just make a short video to show you outside the house. Individual house outside here, single house. Cái này là cái những cái nhà mà ở ngoài không có dính vô trong cái chỗ mà cổng á, ở trong cổng như nhà của mình mua đó, nhà của vợ chồng mình thì ở trong cổng đó, thành ra là nó sạch sẽ với lại nó đẹp hơn nhiều. Còn hay là mua ở ngoài, dân ở ngoài có lệ thuộc vô trong cái vùng trong cổng như mà mình nãy mình quay cho các bạn thấy ở đầu á. Ok, bây giờ sắp trở vô, sắp đầu vô tới cái vùng trồng mình ha, các bạn thấy là nó khác nhau như thế nào nha. Bây giờ là mình bắt đầu vô cổng nè, cái khu nhà mình kêu là the landing. Các bạn thấy cái cổng đây, bắt đầu vô cái cổng này đó, có cái cờ, có cái